Vâng, xin chào tất cả anh chị em và các bạn. Xin chào Tự Linh nhé. Chào Thầy Linh, xin chào tất cả anh chị em và các bạn. Vâng, xin chào tất cả các bạn nhé. Vâng, xin chào tất cả anh chị em và các bạn nhé. Ok, xin chào chị Đoàn Hoa nhé. Ok, cảm ơn Tuệ Linh nhé. Xin mời tất cả các bạn vào xem buổi livestream của ngày hôm nay nào. Nào bạn nào đang đang xem livestream thì xin chào Địa Phương nhé. Thì hãy vui lòng có thể là chia sẻ một lần livestream về trang cá nhân của mình và có thể tag tên 1-2 người bạn đang kinh doanh online để các bạn có thể là vào xem buổi livestream của Hợp ngày hôm nay nhé. Xin chào Mai Mai Hậu nhé. Xin chào tất cả các bạn đang xem buổi livestream của mình ngày hôm nay. Ok, xin chào chị Phú Đặng nhá. Xin chào Nguyễn Thị Liên. Em chào chị Lân Thị Hiền nhá. Nếu các bạn đang xem livestream thì bạn ấy có thể là vui lòng có thể là chia sẻ một lần livestream về trang cá nhân ở chế độ công khai cho Hợp nhé. Xin chào Trần Nhài nhé. Và các bạn có thể là chia sẻ cho mọi người có thể vào xem buổi livestream của Hợp ngày hôm nay nhé. Ok, chào Vũ Đặng nhá. Vâng, cảm ơn chị Trần Nhài nhá. Ok, xin chào tất cả các bạn đang xem livestream của Hồng ngày hôm nay. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn đó là một trong những cái bí mật chốt sale. Đây là một trong những bí mật chốt sale bằng cảm xúc khiến khách hàng không bao giờ thể từ chối được nhỉ. Cái lần mà các bạn chốt sale, đây là một trong những cái cách chốt sale rất là hay. Đấy, và hôm nay mình muốn chia sẻ lại cho tất cả anh chị em và các bạn.
Ok, xin chào chị Nguyễn Thanh Mai nhá. Xin chào Diễm Hạnh nhá. Nào các bạn nào đang xem livestream thì chúng ta hãy cùng gửi đến nhau những cái lời chúc tốt đẹp nhất nhé. Các bạn hãy cùng comment rồi chúng ta cùng gửi đến cho nhau những cái lời chúc tốt đẹp nhất trong buổi chiều ngày hôm nay nào ạ. Ok, xin chào Phương Phương, xin chào Trương Thị Dương nhá. Xin chào nhỏ Phương. Ok, xin chào chị Hiền Nguyễn nhá. Mình đang lan tỏa cái livestream đến cho nhiều người để mọi người có thể vào xem được cái buổi livestream đặc biệt này của Hợp ngày hôm nay. Nào các bạn đang xem livestream, các bạn ấy cùng chung tay với Hợp có thể là chia sẻ livestream. Xin chào Nguyễn Thị Nga nhé. Cái livestream ngày hôm nay đến cho nhiều người để mọi người có thể biết rằng là cái cách thức mình có thể chốt đơn đấy nhá. Chốt đơn bằng gì ạ? Bằng cảm xúc đúng không ạ? Đấy, mình sẽ là chốt sale bằng cảm xúc đúng không ạ? Khiến khách hàng không bao giờ thể từ chối được cái quá trình chốt sale đấy của mình. Đấy là một trong những cái công thức đặc biệt. Đấy, nằm trong cái một trong những công thức đó là bán hàng chạy trái tim của bản thân Hợp. Đó nên là các bạn có thể là chia sẻ cái livestream này đến cho những người bạn, những người sỉ cộng đại lý, cộng tác viên của mình đúng không ạ? Để mọi người xem và áp dụng nó để họ có thể đạt được kết quả tốt. Xin chào Nguyễn Thanh Thanh nhá. Ok, đây ở đây có chị Trần Nhài đây đang tag lên những người bạn đúng không ạ? Những khách hàng cộng tác viên của mình. Đây là chị Nhài là một trong những tổng đại lý chuyên về cung cấp về mỹ phẩm đấy, của bên mình. À, là một trong những tổng đại lý bán hàng rất là xuất sắc. Đấy, bán sản phẩm của nó là kem thải độc gel gel, một trong những sản phẩm mỹ phẩm Hàn Quốc mà bản thân mình đang phân phối độc quyền. Bạn nào mà mặt bị mụn hoặc là bạn nào mà muốn điều trị và có làn da đẹp thì các bạn hãy liên hệ với chị Trần Nhài nhé. Là một trong những sát thủ bán hàng bên mình đấy. Vâng, xin chào tất cả các bạn đúng không ạ, đã xem buổi livestream của Hợp ngày hôm nay. Và buổi livestream của Hợp ngày hôm nay bạn Hợp muốn chia sẻ với tất cả các bạn đó là một trong những cách thức chốt sale. Một trong những cách thức chốt sale đấy bằng cảm xúc đấy, khiến khách hàng không thể từ chối cái sản phẩm của bạn. Xin chào Vũ Hồng nhá, xin chào Anna, chị Ngọc Anh nhá, xin chào chị Nông Thị Hà nhá. Ok, xin chào Nguyễn Hồng Vân. Và các bạn phải hiểu rằng này, cái cách thức mà chốt sale bằng nhỏ bằng cảm xúc ấy, đó là một trong những cách thức chốt sale rất là đặc biệt đó. Và cách thức chốt sale này nó được sắp phát biểu như nào và nó được thực hành ra sao thì các bạn ấy có thể là xem thật hết cái buổi livestream ngày hôm nay của bạn Hợp và các bạn áp dụng nó. Tại vì cái cách thức chốt sale này là một trong những cách thức mà bản thân Hợp thường xuyên áp dụng. Tại vì các bạn phải hiểu rằng nhá, các bạn phải nên biết rằng đúng không ạ, tất cả khách hàng người ta ra quyết định người ta mua hàng của các bạn ấy thì là nhỏ bằng cái gì ạ? Thứ nhất đúng không ạ, mua các cái sản phẩm này, dịch vụ của bạn ấy thì cái quyết định đầu tiên ấy đó là bằng quyết định bằng nhỏ bằng niềm tin và nhỏ cảm xúc hoặc là cảm giác của khách hàng đúng không ạ? Thế cái niềm tin ở đây nào? Đó, niềm tin là người ta tin rằng là bạn bán sản phẩm này tốt, bán sản phẩm này ok, bán sản phẩm này đúng không ạ, đạt hiệu quả tốt và nhỏ có thể gọi giúp cho người ta có thể khỏi bệnh hoặc là giúp người ta có một cái làn da đẹp đúng không ạ? Đó.
hoặc là có thể giúp cho người ta có thể giảm cân được, đúng không? Đấy là cái niềm tin của khách hàng. Và còn cái cảm xúc nó như nào, đúng không? Cảm xúc hay là cảm giác của khách hàng nhỉ? Cảm giác là được, được sự là tin tưởng, được sự là yêu quý của bạn, đúng không? Được sự chăm sóc nhiệt tình của bạn, đúng không? Đó, cái quan trọng nó là như nào, các bạn phải hiểu cái điều đó. Đó, nhiều khi là tất cả các bạn đang mắc một cái lỗi rất là lớn rằng là khi các bạn bán hàng cho rất là nhiều người, đúng không ạ? Các bạn không bao giờ hỏi rằng là tại sao chị mua hàng của em, tại sao anh mua hàng của em, tại sao là em lại mua hàng của chị, đúng không? Đó, chúng ta phải hỏi xem là tại sao khách hàng đến với ta, tại sao khách hàng lại mua cái sản phẩm đấy của chúng ta mà lại không mua sản phẩm đấy của người khác mà lại mua sản phẩm của chúng ta. Đấy là một trong những cái mà các bạn hiểu ạ. Xin chào Trần Thị Hậu nhá, xin chào Nguyễn Hợp, đúng không? Chúng ta phải luôn luôn biết rằng là khách hàng đến với ta từ đâu, đúng không? Đó, các bạn hiểu rằng như bản thân khách hàng hợp đến rất là nhiều kênh, đến từ kênh YouTube, đến từ fanpage, đến từ website và đến từ đâu ạ? Đến từ các hội nhóm, đúng không ạ? Trang cá nhân, đúng không ạ? Zalo. Đấy, đấy là những cái kênh mà khách hàng đến với bản thân hợp. Đó. Nên là các bạn hiểu rằng các bạn phải biết rằng là khách hàng mình đến từ đâu thì mình mới biết được rằng là nhỉ? Từ đâu đem lại nguồn khách hàng cho mình, đúng không ạ? Đem lại nguồn thu nhập cho mình. Đó, để mình có thể phát triển nó mạnh hơn. Đó. Xin chào Phạm Ba nhá, xin chào Dung Nabin nào. Đó. Đúng không ạ? Đó, các bạn đang sai một cái điểm rằng các bạn không biết khách hàng mình đến từ đâu. Các bạn chỉ biết rằng là khách hàng người ta ebook hỏi mình, đúng không ạ? Thì mình chốt đơn thôi, chứ còn mình không hiểu là tại sao người ta đến với bản thân mình, đúng không ạ? Nhiều người khách hàng người ta đến với mình vì người ta yêu quý mình. Nhiều khách hàng đến với mình vì mình cho nhiều cái giá trị tốt đẹp, đúng không ạ? Đó, từ chia sẻ bí quyết này, về nấu ăn này, về chăm con này, đúng không ạ? Về các cái cách thức làm đẹp này, đúng không? Tại nhà mà miễn phí, đúng không ạ? Hoặc là với một cái mức giá nó chỉ khoảng 5k hoặc là 10k một ngày thôi. Đó, đấy là những cái mà người ta đến với bạn bằng một cái sự là nhỏ yêu quý bạn, một cái sự là mến bạn, đúng không ạ? Đó, nên là các bạn phải hiểu rằng là các bạn phải là xem lại những khách hàng tiềm năng của mình, những khách hàng đã mua sản phẩm của mình, hỏi xem khách hàng người ta tại sao người ta lại mua sản phẩm của mình, để mình biết rằng là cái bản thân mình, đúng không ạ? Đấy, người ta đến với mình vì điều gì? Đó, thì là mình sẽ phát triển điều đấy mạnh lên. Đấy là một trong những cái bí quyết để chúng ta có thể là thành công trong vấn đề kinh doanh online. Tại vì các bạn phải hiểu rằng này, đó, tại vì bản thân mình, đúng không ạ? Nhiều khi mình phát sóng ra, đúng không ạ? Mình phát ra một cái từ trường, đó, phát ra một cái sự sức hút, đúng không ạ? Đấy, qua ví dụ là qua live stream, đúng không ạ? Qua các video, đúng không ạ? Đấy, hoặc là qua các cái vấn đề chia sẻ. Đấy, thì chúng ta phải biết điều đó để chúng ta làm mạnh nó lên, đúng không ạ? Thì chúng ta mới có thể bán hàng tốt được nhá. Xin chào Hương Phạm nhá. Đó, và các bạn cũng phải hiểu rằng này, các bạn bán phải hiểu rằng này, tất cả chúng ta đều là đang bán hàng bản thân hợp, đang bán hàng và bản thân các bạn đang bán hàng, đúng không ạ? Và cách bán hàng khôn ngoan nhất ấy, đó là, đúng không ạ? Là chúng ta nhỉ, xây dựng lòng tin đối với khách hàng, và nhỉ, đánh trúng đó là cái nhỉ, mục đích và nhỉ, mong muốn của khách hàng, hiểu chưa? Đó, đấy là một cái cách thức mà bản thân hợp cũng đang đi xây dựng, mà bản thân các bạn cũng phải cần phải xây dựng, đúng không ạ? Đó là nhỉ, chúng ta đánh, nhưng mà chúng ta sẽ xây dựng cái nhỉ, vào lòng tin của khách hàng, và chúng ta đánh trúng vào nhỉ, cái nhỉ, cái cảm xúc và cái tâm lý của khách hàng. Đó, thì chúng ta có thể bán bất kỳ sản phẩm gì khách hàng người ta cũng mua đấy, của các bạn. Đó là một trong những cái mà các bạn cần phải lưu ý, đúng không ạ? Thế bây giờ mà để làm thế nào để chúng ta có thể xây dựng niềm tin, đúng không ạ? Đấy, xây dựng niềm tin với khách hàng ở đâu, đúng không ạ? Nên là cái này các bạn phải hiểu ra này, cái này mình là live stream, mình đã chia sẻ rất là nhiều với tất cả các bạn rồi, đúng không ạ? Chúng ta xây dựng lòng tin ở đâu? Lòng tin là ở cái trang cá nhân của chúng ta. Lòng tin ấy, đó là từ cái ảnh đại diện của chúng ta ấy, nó phải thể hiện bản thân chúng ta. Đừng để ảnh con các bạn, đúng không ạ? Đừng để ảnh bất kỳ một ai mà bản thân bản hãy để đó là ảnh đại diện của ta, đúng không ạ? Chụp ảnh nửa người rõ ràng, rõ ràng khuôn mặt, đúng không ạ? Đấy, để khách hàng có niềm tin đầu tiên và ấn tượng của chúng ta đã, đúng không ạ? Và các bạn nếu mà có thể, các bạn hãy để ảnh đại diện bằng video. Đấy, đấy là một trong những cái truyền tải thông điệp, đó, một cái nụ cười, đúng không ạ? Đến với khách hàng, khi khách hàng ấn vào, khách hàng xem cái ảnh đại diện, xem ảnh đại diện video của bạn, đúng không ạ? Thì nó đã thể hiện một cái niềm tin, đúng không ạ? Một cái sự mến mộ đầu tiên, đúng không ạ? Trong cái ánh mắt, đúng không ạ, mà khách hàng nhìn vào cái ảnh đại diện của bạn, đúng không ạ? Và thứ hai đó là cái thông tin và tiểu sử của bạn nó phải đầy đủ và chi tiết, đúng không ạ? Đấy là một trong những cái lòng tin lớn nhất, đúng không ạ? Tại sao nhiều khi mà những khách hàng mà thông tin ấy nó không được nhiều, đúng không ạ? Không được nhiều nhưng mà người ta vẫn phải bán hàng tốt ấy,
đó, đó là do nhỉ, do người ta có mối quan hệ bạn bè rất là tốt, đúng không ạ? Đó thì là những khách hàng bạn bè người ta ủng hộ, hoặc là nhỉ, người ta chăm sóc tốt khi khách hàng mua sản phẩm của người ta, đúng không ạ? Và khách hàng mình chăm sóc tốt khách hàng đó, như cái bước đầu tiên mình chia sẻ với tất cả các bạn, đúng không? Đó là ta phải hỏi trong khách hàng mua sản phẩm của ta vì điều gì, đó từ đấy chúng ta phát triển mạnh lên và ta chia sẻ đi, thì sẽ rất rất nhiều người sẽ tìm đến nhỉ, đến chúng ta, đúng không ạ? Đó nên là các bạn phải hiểu, phải xây dựng cho mình một cái nhỉ, niềm tin, đúng không ạ? Lòng tin đối với khách hàng. Thế và để xây dựng cái lòng tin đối với khách hàng ấy, thì các bạn này liên tục đó anh ảnh nhỉ, đăng ảnh về gì ạ, về gia đình bản thân các bạn lên, đúng không ạ? Đó, về cuộc sống các bạn lên, đúng không ạ? Thì nó mới thể hiện niềm tin của bạn được, đúng không ạ? Facebook của bạn nó phải là thể hiện được nhỉ, cái sự nhà màu mè, nó thể hiện được nhỉ, gia đình của bạn, đúng không ạ? Và thể hiện đây là Facebook của tôi chứ không phải Facebook của ai, đúng không ạ? Và Facebook này là tôi nhỉ, tôi chia sẻ những cái giá trị cộng đồng, đúng không ạ? Tốt đẹp, đúng không ạ? Cho sản phẩm của tôi đang bán, các bạn hãy chia sẻ những cái điều liên quan về sản phẩm ta đang bán. Ví dụ bạn bán mỹ phẩm thì đồng nghĩa việc rằng các bạn phải chia sẻ những cái các cái cách thức làm đẹp này, 3 bước chăm sóc da tại nhà này, đúng không ạ? Cách thức có thể là giúp da khỏe này, đúng không ạ? Đó, và giúp da không bị khô hay như thế nào đó. Đó, thì cách thức đấy chúng ta phải lên Google ra gõ mà. Chỉ cần nhỉ, mất chút thời gian là nhỉ, bớt chút thời gian là chúng ta gõ và chúng ta nhỉ, sao chép và chúng ta chỉnh sửa thành nội dung của chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta đăng lên thì chúng ta đã có một cái bài hấp dẫn đối với khách hàng rồi, đúng không? Đó, khách hàng người ta qua tường ta người ta xem, đúng không ạ? Khi mình ta chia sẻ rất rất là nhiều cái hay thì đồng nghĩa việc khi các bạn bán một bất kỳ một sản phẩm gì thì người ta đều ủng hộ và người ta đều mua. Đấy, tại vì bản thân người ta tin tưởng rằng là các bạn là một chuyên gia, đúng không ạ? Các bạn là một chuyên gia trong lĩnh vực đó thì bản thân khi mà đúng không ạ, mình sử dụng cái sản phẩm của bạn này chắc chắn rằng bạn ấy sự hướng dẫn mình rất là tốt đây, đúng không? Thì đồng nghĩa việc là người ta sẽ tự động người ta hỏi mua của bạn. Đó là cái phương thức, đó là ngược nhau ạ. Chúng ta nhỉ, có một cái niềm tin và lòng tin đối với khách hàng rồi thì là tự nhiên khách hàng sẽ nào đến và mua sản phẩm ta rất là tiện lợi, đúng không? Đó. Và có một cái điều mà các bạn phải nên nhớ rằng này, các bạn không làm được điều này, đúng không ạ? Và chính vì các bạn không làm điều này dẫn đến việc là các bạn bán hàng rất là chậm và bán hàng nó là kém ra đơn. Đó là đúng không ạ? Chúng ta nhỉ, chưa đánh trúng vào nhỉ cái cảm xúc, đúng không ạ? Mong muốn mua hàng của khách hàng, đúng không ạ? Chúng ta không đánh trúng vào cái cảm xúc mong muốn mua hàng của khách hàng. Đó, các bạn hiểu rằng này, bản thân chúng ta, bản thân Hợp hay bản thân các bạn, đúng không ạ? Cũng là đều người bán hàng, đúng không ạ? Cũng đều là người nhỉ, đi mua hàng, đúng không? Thế bây giờ bản thân chúng ta phải nhỉ, chúng ta phải là làm sao để chúng ta biết là bản thân khách hàng đang cần đến sản phẩm của mình, đúng không ạ? Thì bản thân Hợp thế thôi. Tại sao mà các bạn, đúng không ạ, đã tin tưởng và mua cái sản phẩm dịch vụ bản thân Hợp, đúng không? Đó, thì các bạn phải nhỏ, phải nói chuyện, đúng không ạ? Các bạn phải nói chuyện thường xuyên, đúng không ạ? Thường xuyên với khách hàng hoặc là thường xuyên với một cái đội nhóm nào đó. Đó, một cái nhóm đó, mình đã hướng dẫn các bạn là tạo ra mình một cái nhóm riêng, đúng không ạ? Nói chuyện với những khách hàng đó. Đó, chúng ta nói chuyện xem người ta đang nói gì, người ta nghĩ gì, đó, người ta suy nghĩ gì, đúng không ạ? Thì từ cái vấn đề đó thì ta biết rằng là nhỉ, từ cái vấn đề đó ấy, đúng không ạ, thì chúng ta mới biết rằng là chúng ta mới đưa ra một chiến lược mà đưa ra một cái tút đăng bài nhỉ, hấp dẫn, và khi đó là người ta sẽ chấm vào tút đó, đúng không ạ? Đó, và chúng ta chỉ việc tư vấn thôi, đúng không? Đó, ví dụ như các bạn hiểu rằng nhá, ví dụ như là các bạn muốn bán về mỹ phẩm đúng không ạ, đúng không ạ, thì các bạn phải lên trên các hội nhóm, bạn thăm dò, bạn nói chuyện, đúng không ạ? Các bạn đăng những tút thả thính, đúng không ạ? Bạn muốn tuyển cộng sỉ cộng tác viên, đúng không? Đấy, tuyển sỉ quần cộng tác viên, đúng không? Thì các bạn có thể đăng lên một cái tút ở trên các cái hệ thống đội nhóm nhá, à trên các cái nhóm group ấy, đó. Đấy, để các bạn có thể là đăng những cái tút như nào, cái tút đó là liên quan về vấn đề gì ạ? Các bạn đăng cái tút nào có thể là họp chợ này, đấy. Các bạn đăng cái tút họp chợ này, đấy. Bạn nào chúng ta cùng họp chợ, bạn nào có sản phẩm thì quăng hết vào đây. Đấy, đấy là một trong những cái tút để bạn thu hút những khách hàng đó. Hay thứ hai nữa là các bạn có thể đăng những cái tút về lần này ạ. Đăng những cái tút đó là về vấn đề, đó là liên quan về vấn đề, liên quan về vấn đề gia đình của chúng ta, đúng không ạ? Gia đình ta, hoặc là chúng ta sẽ nào đăng những cái tút đó về vấn đề chia sẻ, đúng không ạ? Chia sẻ ở đây là như thế nào? Đấy, chúng ta có thể chia sẻ một số cái binh cái nhá. Chúng ta sẽ chia sẻ đó là một cái bí quyết chăm sóc con này, đó, bí quyết làm đẹp này, đó. Bí quyết có thể giúp con nó có thể khỏi sốt này, đó, khi mọc răng này, đó, chúng ta sẽ chia sẻ những bí quyết đó ở trên nhá, trên các hội nhóm. Mục đích đây làm gì? Để chúng ta sẽ thu hút được một cái một số người hoặc là một đám đông, đúng không ạ? Đấy, để làm gì? Để mình sẽ nhá, gom người ta và cho người ta vào trong một cái nhóm, đó là cái nhóm gọi là cái nhóm phếu của mình. Đấy, cho người ta vào đấy làm gì? Cái mục đích là cho người ta vào đấy để người ta nhá sẽ nói chuyện với người ta đấy, đúng không ạ? Để xem người ta nói gì, người ta nghĩ gì ở trong đó, đúng không ạ?
Đó, và khi mà người ta nói thì người ta nghĩ gì, đúng không? Đó, thì bản thân các bạn sẽ ra, các bạn sẽ đăng những cái tút, đúng không ạ? Liên quan về những cái vấn đề người ta nói. Người ta đang kêu rằng là mình sinh xong bây giờ mớ bụng mình béo quá, đúng không ạ? Mình sinh xong bây giờ cái mình không chăm sóc được cơ thể thì da mặt mình nó bị xấu đi, đúng không ạ? Đó, nó bị sạm đi, đúng không? Nó bị nán. Đó, nó bị nhiều cái vấn đề khác về da. Đấy, thì chúng ta quan trọng đang nghe xem người ta nói gì thì chúng ta mới có thể là đăng, đúng không ạ? Đăng những cái tút, đúng không ạ? Thì nó mới hấp dẫn người ta được. Đây, ngày hôm nay tất cả các bạn nhỉ, chỉ đăng mục đích các bạn là chỉ là đăng về sản phẩm thôi, đúng không ạ? Nhưng mà các bạn không thấy, không biết được cái nhu cầu của khách hàng là gì, đúng không ạ? Phần lớn các bạn chỉ đăng về sản phẩm. Đó, mình nói với tất cả các bạn rồi, các bạn nhìn thấy cái cách thức đăng bài của mình đúng không? Cách thức đăng bài của mình đúng không? Đấy, thì các bạn hiểu rằng này, nếu mà các bạn muốn xác định với đối tượng nào ấy, đúng không ạ? Ví dụ bạn là nói chuyện với nhỉ, 10 người, 20 người mà các bạn đang nói chuyện trong cái vấn đề mà mình chia sẻ cho các bạn rồi đấy, đúng không? Đó, ví dụ người ta nói là mình đang bị béo về bụng và mình đang muốn giảm cân, đúng không ạ? Thì mục đích ngày hôm nay bài của mình chỉ đăng về giảm cân thôi, để làm gì ạ? Xin chào Nhung Mai nhá. Mục đích của mình chỉ đăng về giảm cân thôi, đúng không ạ? Để làm gì? Để làm gì ạ? Để mình thu hút những người mà mình đã nói chuyện với người ta rồi, đúng không ạ? Chúng ta đừng đăng tư vấn về giảm cân mà chúng ta lại đăng về nhỉ? Cái vấn đề về vấn đề về xương khớp, đúng không ạ? Đừng đăng như thế, đúng không ạ? Đó nên là tại sao mình mới nói bạn này, để bán hàng tốt thì các bạn phải là năng đi nói chuyện thật nhiều vào, và các bạn lên trên hội nhóm, các bạn vào trong những cái tút người ta bình luận, người ta tâm sự với nhau, đúng không ạ? Đấy, để xem mục đích người ta đang cần cái gì, đúng không ạ? Đấy, vấn đề người ta đang cần ở đây là cần cái gì, đúng không ạ? Thì chúng ta mới đăng những tút, đúng không ạ? Xoay quanh như đấy để hấp dẫn, đúng không ạ? Hút người ta vào, đúng không ạ? Cái tút đấy của mình đó. Tại vì khi các bạn đã like và khi các bạn đã ebook đó và nó nói chuyện với khách hàng đó, thì đồng nghĩa việc khi các bạn đăng bài lên ấy thì người đấy sẽ nhìn thấy cái bài viết đấy của mình, đúng không ạ? Thì đúng cái quan điểm và đúng cái suy nghĩ của bạn. Còn nếu mà các bạn mà đăng được cái tút mà như bản thân trong cái nhóm kín mình đã chia sẻ với bạn, nó là content, đúng không ạ? Content theo hình thức kể chuyện, đúng không ạ? Các bạn sẽ kể ra một câu chuyện đó liên quan về cái vấn đề mà chính người đấy đang mắc phải, đúng không ạ? Thì người ta đọc phát là người ta chưa có một cái suy nghĩ và người ta chưa ebook và người ta sẽ mua hàng bạn liền, đúng không ạ? Và người ta không mua thì trước sau thì người ta cũng phải mua hàng của bạn, đúng không ạ? Đấy là cái cách thức mà mình đã làm và mình áp dụng được, đúng không? Đó nên là các bạn phải hiểu rằng các bạn phải năng động lên, phải linh hoạt lên. Các bạn phải biết rằng là cái khách hàng của mình như thế nào. Đến rất là nhiều bạn ngày hôm nay, đúng không ạ, đã hỏi mình bằng là không biết khách hàng tiềm năng của mình là ai, đúng không ạ? Và không biết xác định khách hàng tiềm năng của mình như thế nào, đúng không ạ? Các bạn phải hiểu rằng này, cái sản phẩm của bạn ấy, trên cái sản phẩm nó đã ghi rõ rồi, đúng không ạ? Cái sản phẩm này dùng cho đối tượng nào, nam hay là nữ, đúng không ạ? Các bạn phải xác định luôn, đúng không ạ? Và cái đối tượng từ bao nhiêu tuổi đến bao nhiêu tuổi thì nó đã xác định rõ trên đấy rồi, đúng không? Đấy, trên cái thành phần rồi, đúng không ạ? Đó, đấy là do các bạn không hiểu về sản phẩm, các bạn chưa áp dụng và chưa đọc kỹ về sản phẩm, dẫn đến việc là các bạn không biết khách hàng của mình là ai, khách hàng tiềm năng của mình như thế nào, và các bạn không tìm hiểu nhiều các hội nhóm, đúng không ạ? Nó sẽ có rất rất nhiều các hội nhóm. Ví dụ như là mỗi một tỉnh, mỗi một thành phố hoặc là mỗi một huyện đều có những cái hội nhóm riêng của một người ta lập lên. Đấy, để người ta quy tụ những người ở trong tỉnh đó, đó vào trong hội nhóm đó, đúng không ạ? Thành phố đó, đúng không ạ? Hoặc là nó quy tụ một cái nhóm là toàn quốc, đúng không ạ? Thì nó có rất là nhiều. Xin chào Thanh Hòa nhá. Đấy, nó có sẽ rất là nhiều các hội nhóm, đúng không? Đấy là do bản thân ta nào đang chưa tìm kiếm. Đó, chưa tìm kiếm cái hội nhóm nào đó thôi. Nếu mà ta đã tìm kiếm rồi, ta sẽ thấy rất nhiều hội nhóm, đúng không ạ? Đấy, vậy bây giờ nhỉ, làm thế nào để chúng ta có thể nhỉ, làm thế nào mà để cho nhỉ, khách hàng có thể tự chốt sale? Đấy là cái vấn đề câu hỏi các bạn nhỉ, đang gặp phải, đúng không? Đấy, đang rất là mong muốn để mình có thể chia sẻ cho bạn, đúng không? Đấy, thì vậy là làm thế nào, đúng không? Thì cái điều đầu tiên mà các bạn phải nên nhớ rằng này, đúng không? Làm thế nào để khách hàng mà người ta tự động người ta sẽ chốt sale và người ta sẽ tự động người ta mua hàng của bạn, đúng không? Thì cái vấn đề trên nó là xây dựng niềm tin, đúng không? Cảm xúc, đúng không? Bằng một cái sự tin tưởng đối với khách hàng là ok rồi, đúng không? Đó, và các bạn, cái thứ hai là các bạn phải luôn luôn nó cố gắng phải cung cấp một cái sản phẩm tốt, đúng không? Một cái dịch vụ tốt, chuyên nghiệp, đó, nhiệt tình trong cái khâu tư vấn, nhiệt tình trong cái khâu nói chuyện, đúng không? Đấy, đối với sản phẩm của mình, đó. Và các bạn cần phải nên nhớ rằng này, nên nhớ rằng một cái điều như này, tại vì sao khách hàng người ta vẫn còn lưỡng lự, đúng không? Tại sao khách hàng vẫn còn lưỡng lự? Tại vì nhỉ, không phải như có một sản phẩm của bạn duy nhất trên thị trường này, đúng không ạ? Chị về vấn đề đó là giảm cân, đúng không ạ? Giảm mỡ bụng, hoặc là có thể là về mỹ phẩm có thể làm đẹp, nó có hàng ngàn loại mỹ phẩm khác nhau, đúng không? Các bạn công nhận không? Nó rất là nhiều loại mỹ phẩm khác nhau luôn, đó, rất là nhiều các tăng cân giảm cân luôn, đúng không? Ở các công ty khác nhau đó, nên là chúng ta phải cạnh tranh rất là lớn, đúng không? Thế mình đã chia sẻ cho bạn trong một cái livestream rất là kỹ rồi, đúng không? Thế bây giờ để làm thế nào mà để mình có thể cạnh tranh với những sản phẩm đó? Tại vì bản thân khách hàng thì nào, người ta tin tưởng bạn rồi nhưng người ta đang phân vân, đúng không? Phân vân ở đây là gì nào? Phân vân đấy như nào?
người ta đang phân vân đấy là như thế nào. Các bạn chờ tí mình cho nhỏ nhạc tí. Người ta đang phân vân là như nào? Thứ nhất là phân vân về giá cả, đúng không? Ví dụ như là sản phẩm của bạn là 350.000, đúng không? Nhưng mà sản phẩm bên kia nó chỉ có là 330.000 thôi, nó chỉ giá 20.000 thôi, hoặc là 340.000 chẳng hạn, đúng không? Đúng không? Thì người ta rất là phân vân, đúng không? Rất là phân vân. Nhưng mà tại sao mà mình các bạn hiểu rằng này, nhiều người ta bán sản phẩm rất là đắt, đắt hơn các bạn hàng gấp đôi, gấp ba lần, người ta vẫn bán ầm ầm, người ta vẫn bán tự vẫn bán ok, đúng không? Đó, đó là một cái các bạn phải hiểu cái điều đó, đúng không? Thì đây nằm ở cái vấn đề ở đây là gì? Nó nằm ở vấn đề ở đây là thứ nhất là cái chất lượng sản phẩm ok rồi, đúng không ạ? Và thứ hai là cái thương hiệu người ta có, cái niềm tin của người ta đối với khách hàng này có, đúng không? Đó, người ta bỏ đồng tiền ra nhọ. Đó, bỏ đồng tiền ra nó xứng đáng đồng tiền bát gạo, đúng không? Đó, như mình thường nói với các bạn như thế, đúng không? Đó. Nên là quan trọng rằng là các bạn hiểu không? Các bạn khi bạn bán bất kỳ một sản phẩm nào đó, đúng không ạ? Khi các bạn bán bất kỳ một sản phẩm nào đó thì các bạn phải nên tìm hiểu những cái sản phẩm khác, đúng không ạ? Cùng dòng của mình trên thị trường, đúng không ạ? Các bạn phải tìm hiểu thật là sâu về những sản phẩm đó thì các bạn mới nhỉ? Các bạn mà hiểu rằng là khi khách hàng người ta đã lưỡng lự, người ta phân vân ấy, đúng không ạ? Thứ nhất không phải là mình vì tiền, đúng không ạ? Tiền là một phần, mà quan trọng là nhỉ? Cái quan trọng ở đây ấy, đó là vì gì ạ? Vì người ta đang muốn đó là nhỉ? Muốn đó là nhỉ? Mua cái sản phẩm bên kia, đúng không ạ? Hơn sản phẩm của bạn, đó. Mà nếu mà người bên kia người ta tư vấn tốt hơn các bạn, đó, người ta chăm sóc tốt hơn các bạn, thì đấy diễn nhiên một điều rằng là người ta sẽ sang bên kia người ta mua sản phẩm đấy, đó. Mặc dù sản phẩm bên đấy có thể đắt hơn hoặc rẻ hơn các bạn, người ta vẫn mua, hiểu không ạ? Đó, thì cái vấn đề ở đây là xảy ra vấn đề gì ạ? Cái vấn đề ở đây xảy ra vấn đề là các bạn nhờ, các bạn nhờ, cần phải nói chuyện. Khi bạn nói chuyện mà tư vấn khách hàng, các bạn phải đưa ra những cái sản phẩm, đúng không ạ? Đưa ra những cái sản phẩm ở trên thị trường hiện tại để các bạn nhờ, để các bạn có thể nhờ tư vấn, đúng không ạ? Đúng không ạ? Phủ đầu cho khách hàng để khách hàng có thể hiểu. Nhiều khách hàng người ta không nói đâu, đúng không ạ? Nhiều khách hàng người ta sẽ bột mồm, người ta nói là à, chị thấy sản phẩm bên kia rẻ hơn mà chất lượng này còn cũng như thế này, đúng không ạ? Đó, thì đúng không ạ? Thì lúc đấy là chúng ta là khi mình nói thế mà chúng ta không có kinh nghiệm về sản phẩm bên kia, đúng không ạ? Đấy, hoặc là lúc đấy chúng ta mới bắt đầu vào Google, chúng ta gõ ra, chúng ta tìm sản phẩm bên kia là như thế nào, đúng không ạ? Thì lúc đấy chúng ta không thể chốt đơn được, tại vì khách hàng người ta nhỉ? Người ta biết rằng nhỉ? Lúc đấy khách hàng người ta nhỉ? Biết rằng là nhỉ? Mình không có cái nhỉ? Không có cái kinh nghiệm chuyên sâu về cái sản phẩm này của, đúng không ạ? Của mình. Đó, thì là đồng nghĩa việc rằng là khách hàng người ta sẽ không mua sản phẩm của bạn nữa. Đó, nên là các bạn phải hiểu rằng này, các bạn phải nhỉ? Phải luôn luôn hiểu về tất cả các sản phẩm cùng dòng với mình mới ra hoặc là ra lâu đời rồi, đúng không ạ? Đấy, mà sản phẩm ta đang cạnh tranh, đó là sản phẩm đối thủ của ta. Tìm hiểu thật kỹ, chuyên sâu về nó, đúng không ạ? Phân tích, đúng không ạ? Để cho khách hàng hiểu được cái lợi ích của sản phẩm của mình, đúng không ạ? Nó tốt hơn sản phẩm của bên đấy rất là nhiều. Đấy, chúng ta phải phân tích. Tại vì mỗi một sản phẩm nó có một lợi ích khác nhau. Tại vì bản thân chúng ta đã là người sử dụng rồi mà, đúng không ạ? Ở đây có ai không sử dụng sản phẩm mà chúng ta bán không? Đúng không? Hầu như chúng ta phải sử dụng sản phẩm rồi chúng ta mới kinh doanh, mới bán, đúng không? Nếu ta mà không sử dụng sản phẩm mà chúng ta kinh doanh, ta bán ấy, đúng không? Thì dẫn đến việc rằng là nhỉ? Khi mà chúng ta gặp phải vấn đề gì về đối với khách hàng ấy thì chúng ta nhỉ? Sẽ bị fail ngay, chúng ta sẽ không bao giờ tư vấn được khách hàng, đúng không? Chúng ta không có niềm tin, đúng không? Về cái sản phẩm đó. Bạn hiểu không? Không có niềm tin về cái sản phẩm đó. Đó, nên là các bạn phải nhỉ? Phải xem xét lại cái kiến thức về sản phẩm của mình và sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Và có một cái điều nữa mà các bạn đang mắc phải rất là lớn, đúng không? Cái điều này hầu như các bạn hầu như ai mắc phải, đúng không ạ? Chúng ta mà nhỉ, chúng ta khi chúng ta chốt sale, đúng không ạ? Chốt đơn, đúng không ạ? Thì chúng ta nhỉ, hãy tiếp cận từ từ và nhỉ, lắng nghe hiểu rõ để và đáp ứng, đúng không ạ? Đúng nhu cầu của khách hàng một cách nhỉ, nhanh chóng, đúng không ạ? Các bạn hiểu không? Các bạn phải từ từ lắng nghe này, đúng không ạ? Và nhỉ, hiểu hết cái nhỉ, cái nhu cầu mà khách hàng nhỉ đang cần về sản phẩm của mình một cách nhanh chóng, đúng không ạ? Đấy là cái mà các bạn phải chốt đơn được ngay, đúng không ạ? Rất là nhiều bạn này ạ, hầu như các bạn đang mắc phải một trường hợp là khi người ta nào, một khách hàng nào đó người ta like và người ta comment bài viết của chúng ta, đúng không ạ? Đúng không ạ? Người ta like, người ta comment bài viết của chúng ta, người ta bảo ebook đi, đúng không ạ? Chúng ta vào, chúng ta nói chuyện luôn, chúng ta giới thiệu luôn về sản phẩm của chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta không có cái khâu chào hỏi, đúng không ạ? Không có cái khâu ba bước, đúng không ạ? Ba bước chinh phục khách hàng của mình, ba bước chốt sale của mình, đúng không ạ? Các bạn quên hết rồi, đúng không ạ? Các bạn vào, các bạn hỏi là chào bạn, còn nhiều bạn mà chào bạn, bạn đang quan tâm đến sản phẩm của mình đúng không? Đó, đúng rồi. Thế giá sản phẩm của bạn bao nhiêu? Đó, chúng ta đưa ra giá luôn, đúng không ạ? Giá mình, sản phẩm của mình là 350.000, đúng không ạ? Nó như tính năng nọ, tính năng kia. Các bạn phải hiểu rằng này, khi mà một khách hàng người ta đã quan tâm đến sản phẩm của mình là người ta có nhu cầu, đúng không ạ? Các bạn phải công nhận mình là người ta đã có nhu cầu.
Nhưng mà cái nhu cầu của người ta ấy, nó bây giờ nó chưa đủ lớn, đúng không ạ? Người ta chỉ có nhu cầu thôi, đúng không ạ? Nhưng người ta chưa đủ lớn. Mà khi người ta đưa ra một mức giá, đúng không ạ? 350.000 mà người ta không biết cái lợi ích, đúng không ạ? Mà sản phẩm của bạn đem lại cho người ta ấy, thì đồng nghĩa việc là người ta sẽ là không trả lời, hoặc người ta nói là có gì chị ebook lại sau, đúng không ạ? Để chị hỏi ý kiến chồng, đúng không? Đấy, sao mà mắc thế, đúng không ạ? Rất là nhiều lý do người ta đưa ra để nhỉ? Từ chối khéo các bạn. Thế bây giờ các bạn phải làm như nào, đúng không ạ? Các bạn phải là từ từ tiếp cận, lắng nghe, đúng không ạ? Hiểu rõ cái nhu cầu của khách hàng để về sản phẩm của mình thì mình mới tư vấn khách hàng, đúng không ạ? Bằng nhọn, bằng cái sự hiểu biết của mình, đúng không ạ? Thì nhọn chúng ta mới có thể chốt sale được, đúng không ạ? Thế bây giờ chúng ta sẽ làm điều gì? Xin chào Anna Trần nhá, xin chào Huyền Vương nhá. Đúng không ạ? Khi mà một khách hàng người ta đã comment ebook rồi, chúng ta chào hỏi người ta, nói chuyện người ta, đúng không ạ? Xem người ta đang làm công việc gì, người ta đến từ đâu, người ta sinh năm bao nhiêu, đúng không ạ? Tại vì mỗi con người sẽ có một độ tuổi khác nhau, đúng không ạ? Thì người ta sẽ có tâm sinh lý, có suy nghĩ khác nhau, đúng không ạ? Người ít tuổi thì suy nghĩ như nào, người nhiều tuổi suy nghĩ như nào, đúng không? Đấy, đấy chúng ta phải phân tích lại thị trường, cái thị trường đấy ra. Xin chào chị Liễu nhá. Đúng không ạ? Và ta nhỉ, lắng nghe, đúng không ạ? Lắng nghe khách hàng người ta tâm sự, chúng ta đừng nói chuyện nhiều hơn khách hàng, đúng không ạ? Nhiều khi chúng ta cứ nói thao thao bất tuyệt về sản phẩm chúng ta, nói rất nhiều, đúng không ạ? Chúng ta không để cho khách hàng nói, đúng không ạ? Thì dẫn đến việc rằng là nhỉ, người ta không để nhỉ, không thể là nói những cái cảm xúc, những suy tư của người ta, đúng không ạ? Cái mong muốn của người ta thì làm sao mà chúng ta biết là khách hàng người ta có nhu cầu gì về sản phẩm chúng ta được, đúng không ạ? Chúng ta chỉ nói tốt về sản phẩm ta ok lắm, hàng nghìn người dùng rồi. Đấy, tuyệt vời lắm, đúng không? Đấy, có hàng trăm nhà, hàng nghìn nhà phố trên toàn thế giới rồi, đúng không? Đó, nên là các bạn mình hiểu rằng này, các bạn mình nhỉ, luôn luôn từ từ lắng nghe, đúng không ạ? Xem khách hàng người ta nói, xem khách hàng người ta nhỉ, nhu cầu của người ta nhỉ. Thì khi ta mới như thế, ta mới nắm bắt được, đúng không ạ? Đi vào sâu tâm lý của khách hàng, đúng không ạ? Bằng nhỉ, bằng một cái những cái nhỉ, cái lời tư vấn, bằng những cái sự am hiểu về sản phẩm của mình, đúng không ạ? Thì khi đó chúng ta phân tích, đúng không ạ? Cho khách hàng hiểu thì khách hàng mới có thể biết rằng là cái sản phẩm về mỹ phẩm này, đúng không ạ? Đấy, là bây giờ hiện tại là da chị đang bị rất là khô, đúng không ạ? Mùa đông ra, mùa thu đã sang rồi, đúng không ạ? Da khô, đúng không ạ? Môi nứt nẻ, đúng không ạ? Đó, bây giờ chị ra đường mà chị gặp nắng là chị cảm thấy nó rất là rát mặt, hoặc là nó cảm giác rất khó chịu, đúng không ạ? Đấy, và bây giờ là mùa này bây giờ là da nó bong chóc lên, đúng không ạ? Đấy, thì cái quan trọng là mình phải hiểu rằng là thế là chị đang bị như thế này, thì là thế chị đã sử dụng sản phẩm gì chưa, đúng không ạ? Thì nếu mà tình trạng của chị như này thì chị đã giống như một số khách hàng của em rồi, đúng không ạ? Tại vì bây giờ cái mùa này là mùa gì ạ? Mùa hanh khô đã đến rồi, đúng không ạ? Thì chị cần phải là chăm sóc bằng cái cách đó là mình sẽ là cấp ẩm cho da. Thì cấp ẩm cho da bằng cái gì, đúng không ạ? Bằng cách nào, đúng không? Đấy, bằng sản phẩm gì, đúng không? Đấy, mình giải thích cho khách hàng hiểu rằng, đúng không ạ? Đôi khi khách hàng người ta không biết rằng là cái sản phẩm, đúng không ạ? Sản phẩm mình mang lại giá trị người ta chỉ thấy là bán mỹ phẩm, thì đôi khi người ta cũng hiểu nhầm rằng là cái mỹ phẩm đấy mình chỉ mua một cái dòng mỹ phẩm đấy là ok thôi, đúng không? Còn không cần phải mua những cái dòng ví dụ như là toner, đúng không ạ? Nước hoa hồng, đúng không ạ? Tẩy trang, đúng không ạ? Hoặc là mình có thể là kem ban ngày, kem ban đêm, đúng không ạ? Rất là nhiều thứ, đúng không? Đó, nên là cái quan trọng rằng này các bạn phải hiểu, đó là lắng nghe và hiểu, đúng không ạ? Hiểu rõ cái nhu cầu của khách hàng. Đây là một trong những cách mà các bạn cần phải làm được, đúng không ạ? Làm được, các bạn phải lắng nghe được, đúng không ạ? Thì các bạn mới chốt đơn được. Hầu như cách nào nhỉ? Các bạn có thể chốt đơn được. Còn các bạn mà không lắng nghe thì đồng nghĩa việc rằng chúng ta nhỉ, không thể khơi gợi được cái nhu cầu mong muốn của khách hàng. Thì khi người ta không khơi gợi thì người ta không có mong muốn, đúng không? Đó, các bạn hiểu, không có mong muốn, đúng không ạ? Thì làm sao mà người ta có thể nhỏ mua cái sản phẩm đấy của bạn được? Nên tại sao khi bạn đi siêu thị, đúng không ạ? Hoặc là bạn vào thế giới động, đúng không? Đó, khi mà nhỏ, khi bạn mua một cái sản phẩm máy tính, đúng không ạ? Mà người ta lại khuyến mại giảm giá, ví dụ như là các cái phụ kiện, đúng không ạ? Phụ kiện đi kèm các bạn có thể mua rất là nhiều, đúng không ạ? Với lại mua 2-3 sản phẩm thì được giảm giá bao nhiêu phần trăm này, đúng không? Mua 3 sản phẩm, ví dụ như là dây sạc này, pin dự phòng này, đúng không ạ? Đấy, hoặc là ốp lưng này, đúng không ạ? Các bạn mua được bao nhiêu phụ kiện thì càng nhiều phụ kiện thì càng được giảm giá nhiều, đúng không? Đó, các bạn có công nhận mình như thế không? Thì các bạn sẽ mua rất nhiều, đúng không? Tại vì cái tâm lý của khách hàng khi người ta đã đến cửa hàng, đúng không ạ? Người ta đã xác định đến cửa hàng là người ta phải có tiền, người ta mới đến, đúng không? Thì vì khách hàng thế thôi, người ta đã xác định hỏi của mình rồi, đúng không ạ? Thì người ta đã có nhu cầu thì người ta mới hỏi. Chứ không phải là người ta không có nhu cầu, đúng không ạ? Nhưng chẳng qua nhu cầu người ta có lớn hay là không lớn đâu, đúng không? Đấy, chẳng qua là cái quan trọng là do cái thức ta nói chuyện tiếp cận và là chốt đó, chốt đơn đối với khách hàng đó. Đấy nên là chúng ta cần luôn luôn phải là lắng nghe, đúng không ạ? Đúng không ạ? Và có một cái điều nữa là các bạn phải nên nhớ này. Xin chào Phạm Thị Phương nhá. Có một cái điều mà chúng ta phải luôn luôn nhớ là sao? Chúng ta phải là luôn luôn là phải nhọn. Phải nhọn, phải nói về nhọn một cách thần thật, đúng không ạ? Về nhà sản phẩm của ta, đúng không ạ? Chúng ta không được nói tâng bốc quá, đúng không ạ? Về các cái sản phẩm và cái nhọn.
đúng không ạ? Các cái sản phẩm của ta đang kinh doanh, đúng không ạ? Nhiều khi các bạn tư vấn ví dụ là về vấn đề mỹ phẩm, đúng không ạ? Mỹ phẩm thì các bạn ấy bảo là các bạn bảo là riêng về mỹ phẩm ấy, đúng không ạ? Thì các bạn phải nên nhớ rằng nó có rất là nhiều các loại da, đúng không ạ? Và từng cái loại da sẽ sử dụng từng cái loại mỹ phẩm, đúng không ạ? Khác nhau, đúng không ạ? Đấy nên là các bạn phải tư vấn. Còn nhiều bạn bảo là cái sữa rửa mặt này rửa cho tất cả các loại da, da nhờn, da khô, da hỗn hợp, đúng không ạ? Da thường, đúng không? Cũng rửa được hết, đúng không? Đấy là các bạn đang bị sai đấy, sai lầm đấy, đúng không? Các bạn đang không có kiến thức về chuyên môn đó. Đó thì dẫn đến là những người nào người ta đã am hiểu về vấn đề mỹ phẩm ấy, người ta nghe các bạn tư vấn thế là người ta không bao giờ người ta mua đâu, đúng không? Đó nên là các bạn hiểu, đừng tâng bốc về sản phẩm của mình quá. Chúng ta hay nói đúng về sản phẩm của mình. Cái quan trọng là mình phải biết nắm bắt tâm lý của khách hàng, nhu cầu của người ta, đó, đánh đúng nhu cầu, gáy đúng chỗ ngứa của người ta là nhỉ? Người ta nhỉ? Mua hàng bạn liền. Đó chẳng qua các bạn đang chưa nắm bắt được cái điều đó. Thật sự luôn, chưa nắm bắt điều đó. Ngay cả cách thức mà các bạn đăng bài, các bạn viết content ấy, mình đã hướng dẫn các bạn rất là nhiều rồi, nhưng mà các bạn rất là lười, các bạn ngại, các bạn không dám viết, đúng không ạ? Các bạn không dám viết, đúng không ạ? Thì dẫn đến là các bạn nhỉ, dẫn đến làm sao ạ? Dẫn đến việc là các bạn chốt sale hoặc các bạn đăng bài lên là rất ít like, rất ít comment, rất ít người nhỉ quan tâm đến cái sản phẩm của mình, đúng không ạ? Đó nên các bạn phải hiểu. Và có một cái điều mà các bạn phải luôn luôn nhớ ở đây, đúng không ạ? Đó là khi các bạn bán hàng ấy là các bạn phải xây dựng cho mình là một cái kế hoạch và một cái chiến lược bán hàng hoàn hảo và chi tiết, đúng không ạ? Đây là một trong những cái cách thức mà các bạn đang thiếu rất là nhiều, hiểu không ạ? Đây là một trong những cách thức mà bạn đang thiếu rất là nhiều. Ở đây có những bạn ở trong nhóm kín mình đã hướng dẫn các bạn cách mình phải xây dựng, đúng không ạ? Đó là chiến lược theo tuần, đó theo ngày, đúng không ạ? Chiến lược theo tuần theo ngày. Đấy thì là như thế nào ạ? Các bạn phải hiểu, các bạn phải xây dựng ra, đúng không ạ? Ngày hôm nay các bạn phải làm những công việc gì? Công việc gì làm trước, công việc gì làm sau? Đấy, nếu mà các bạn mà không xây dựng được cái điều đó, công việc gì làm trước, công việc gì làm sau ấy, thì dẫn đến việc các bạn một ngày các bạn không biết làm cái vấn đề gì cả, đúng không ạ? Dẫn đến là các bạn chỉ là sáng ra các bạn mở điện thoại ra, đúng không ạ? Đã 7-8 giờ rồi, đúng không ạ? Cho con ăn uống đi học, đúng không ạ? Nhưng cái đến trưa rồi, trưa đến tối rồi. Nên nói chung là cả ngày các bạn không làm được vấn đề gì cả. Các bạn phải nên xác định cho mình rõ ràng là cái mục tiêu, đúng không ạ? Các bạn ghi ra 5 cái vấn đề các bạn phải làm trong ngày hôm nay. Cái vấn đề gì làm trước, cái vấn đề gì làm sau, đúng không ạ? Đây là do bản thân chúng ta. Chúng ta phải đưa ra được cái gì ạ? Cái mục tiêu của nó, đúng không ạ? Phải cực kỳ chi tiết, đúng không ạ? Nên tại sao bản thân hợp thành công? Đó, bản thân hợp đưa ra là cái mục tiêu nó chi tiết, nó hoàn chỉnh, đúng không? Nó hoàn hảo. Đến mức chi tiết thì thôi, đúng không ạ? Đó, ví dụ ngày hôm nay mình sẽ nhập đưa ra quyết định mình sẽ nói chuyện với bao nhiêu người, đúng không ạ? 100 người, đúng không ạ? Thì trong 100 người đấy thì mình sẽ nói chuyện là sâu với bao nhiêu người, 10 người và mình sẽ chốt được bao nhiêu đơn, 5 đơn. Đó, chẳng hạn như thế, đúng không ạ? Và trong vòng một tuần này mình sẽ có thu nhập được bao nhiêu? 10 triệu, 15, 20 triệu. Chúng ta phải có mục tiêu như thế, đúng không ạ? Thế 10, 15, 20 triệu thì mỗi một ngày chúng ta phải thu nhập được bao nhiêu? Đúng không ạ? Đúng không ạ? Ví dụ 10 triệu thì là nhỏ, hoặc là 15 triệu thì mỗi một ngày nhỉ? Thì là chúng ta phải là có bao nhiêu được? Đó tầm 2 triệu một ngày rồi, đúng không ạ? Xin chào Nguyễn Vinh nhá. Đúng không? Đấy nên là các bạn phải nên nhớ cho mình cái xác định mục tiêu của bạn. Các bạn nào đang chưa có, các bạn bán một bất kỳ một sản phẩm gì cũng thế thôi, đúng không ạ? Chúng ta cần phải có một cái xác định cho mình là cái mục tiêu cụ thể, đúng không ạ? Đó, các bạn mà không có mục tiêu thì các bạn sẽ không làm được cái gì cả. Như các bạn không có một cái đích đến của bạn ấy, đúng không ạ? Như các bạn đi xe thế thôi, các bạn muốn đi từ Hà Nội, ví dụ như mình đi từ Ninh Bình đến Hà Nội chẳng hạn, đúng không? Thì mình cái đích đến của mình là Hà Nội, nó Hà Nội thì nó ở chỗ nào, nó có rất là nhiều nơi, đúng không ạ? Đó, mình sẽ đến bến xe Mỹ Đình, bến xe Giáp Bát, đúng không ạ? Đó thì là mình có cái đích đến của mình thì mình mới có thể là căn thời gian, căn giờ, đúng không? Mình đi bao nhiêu giờ thì mới có thể là đến được đó, đúng không? Mình căn thời gian, căn giờ được chứ, đúng không? Đó nên là các bạn thế thôi. Đó, muốn có thể bán hàng tốt thì các bạn phải cần có mục tiêu, mục đích của mình rõ ràng, đúng không? Đó, một tuần là mình sẽ chốt được bao nhiêu đơn, đúng không? Thì bao nhiêu đơn thì các bạn phân chia ra một ngày cho nó sẽ được bao nhiêu đơn, đúng không? Đấy. Đó, ví dụ như là một tuần mình có thể là mình bảo là chốt 7 đơn thì một ngày thì là đã có một đơn rồi. Thế mình nói chuyện với bao nhiêu người để có một đơn đó? Xin chào Dương Huệ nhá, bao nhiêu người để có một đơn đó? Đó, nó theo công thức là 10-5-3-1, đúng không ạ? Nói chuyện 10 người, đúng không ạ? Và khi nói chuyện 10 người thì sẽ có 5 người người ta sẽ quan tâm sản phẩm bạn, đúng không ạ? Đúng không ạ? Và mình sẽ nói chuyện sâu với 3 người và mình sẽ chốt được một đơn. Đấy là cái cách thức mình thường làm, đúng không ạ? Nhưng mà các bạn đang lại kém lại còn thiếu về khâu nói chuyện, các bạn không biết nói chuyện như nào, đúng không ạ? Đấy là do cái vấn đề nhở. Đấy là do cái vấn đề mà nhở. Đó, vấn đề là các bạn gì ạ? Do cái vấn đề là cái kiến thức của bạn về xã hội các bạn đang kém, các bạn phải đọc nhiều sách vào, các bạn xem nhiều video hài vào. Thật sự luôn, mình một ngày mình xem rất là nhiều các video hài, video chôn cười. Đấy, để làm gì ạ? Thứ nhất là để cho tâm lý mình thoải mái, thứ hai mình sẽ nhiều kiến thức mà mình nói chuyện hơn.
Ok, xin chào Dương Huệ nhá. Chờ công cụ của anh mà lâu quá. Đó, đây là bạn Dương Huệ, là bạn ấy đang chờ cái phần mềm bên mình, đúng không ạ? Phiên bản của app iPhone. Đấy, bạn đang chờ rất là, đấy, bạn rất là mong muốn này. Đó, thì là cái này nó đang sắp có rồi, bên mình đang tiến hành chạy rồi, đúng không ạ? Ok, mình sẽ báo bạn sớm nhất, nó chỉ là mất ít thời gian nữa thôi, chứ không phải là chờ lâu đâu nhá, cứ yên tâm đi nhá. Đúng ạ, đấy là một cái cách thức mà thường thường các bạn phải làm ra, bạn phải ghi ra. Ngày hôm nay các bạn tìm kiếm cho mình bao nhiêu khách hàng tiềm năng, ngày hôm nay các bạn đi like và comment bao nhiêu người. Các bạn like và comment, các bạn đã có phần mềm Auto Happy rồi, các bạn có thể là cứ like, đúng không ạ, và comment. Các bạn phải hiểu rằng này, ngay cả đến cả vấn đề phần mềm Auto là một trong những phần mềm phải like, comment tự động một ngày 100 đến 200 người, 300 người các bạn, đúng không ạ, thậm chí là có thể hơn, đúng không ạ, tùy thuộc vào nick Facebook của chúng ta. Và các bạn phải like là cái nội dung phong phú, đúng không ạ. Các bạn, đấy là cái là like và comment, các bạn phải hiểu rằng này, nhiều bạn thì bảo như thế này, đúng không ạ? Các bạn phải hiểu rằng riêng cái phần mềm nó là nó giúp mình ạ. Một ngày các bạn có thể là đi nói chuyện với từ 100 đến 300 người được không? Đúng không ạ? Đó, các bạn chắc chắn nó không thể làm được. Có ngày làm được nhưng mà một ngày làm được, 10 ngày không thể làm được. Đó. Xin chào Huỳnh Thị Kiều nhá, đúng không? Đó. Thì cái phần mềm đấy nó là phần mềm nhá. Nó sẽ làm cho một cái ba gem, như các bạn nhìn thấy người ta làm công nghiệp, ví dụ người ta làm may quần áo công nghiệp, đúng không ạ? Nó theo ba gem hết, đúng không ạ? Chỉ một mẫu đấy, đúng không? Ba gem nó bắt đầu người ta chuyển sang cái mẫu khác, đúng không? Đó. Thì các bạn hiểu là cái quan trọng là cái nội dung của bạn nhá. Cái nội dung mà các bạn nhờ chia sẻ, cái nội dung mà bạn nhờ viết vào cái comment đó, thì cái nội dung mà viết vào comment đó thì nó theo nào, nó theo nào? Cái nhờ cái tệp khách hàng của chúng ta, đúng không? Tại vì cái tệp khách hàng của ta là ta phải hiểu nhất chứ, đúng không? Đó, người ta là những người sinh viên, hoặc là nhà những công nhân, hoặc là những nhân viên văn phòng, hoặc là những người nhiều tuổi, đúng không? Đó. Đúng không? Đấy. Đấy nên là cái quan trọng ở đây là gì ạ? Đấy, cái quan trọng ở đây ấy, đúng không ạ, là các bạn phải hiểu rằng này, nó là một trong những cái là nó sẽ cài đặt trên một cái ứng dụng đó, đúng không ạ, thì các bạn sẽ cài đặt một nội dung như thế, đúng không ạ. Ví dụ như là các bạn phải hiểu rằng này, tất cả những người bán hàng online hoặc những người không bán hàng online, chúng ta có nội dung là chúc bạn buổi sáng vui vẻ, đúng không ạ, chúc bạn buổi sáng vui vẻ, hay là chúc bạn một tháng mới gặp nhiều may mắn và thành công, đúng không ạ. Các bạn đang kinh doanh online, hoặc các bạn đang đi làm, hoặc là các bạn là người bình thường, hầu như các bạn nhận được tin nhắn đó, các bạn cũng cảm thấy nhỉ, và rất ok, tại vì ai chẳng cần những vấn đề đó, đúng không, ai chẳng cần sự may mắn, đúng không, đúng không ạ, ai chả cần cái sự may mắn đó, đúng không ạ, ai cả chả cần những cái lời chúc đó, đúng không ạ. Ok, cảm ơn Dương Thị Huệ nhá. Đó, rất nhiều người, rất nhiều bạn giới thiệu phần mềm cho em trên iPhone mà em không làm, em chờ với anh. Ok, cảm ơn Dương Huệ, một trong những khách hàng đang rất là tin tưởng và mong muốn sử dụng cái phần mềm đấy trên hệ điều hành Android của bên mình, hệ điều hành iOS bên mình, đúng không ạ, đang tiến hành chạy thử rồi. Đó, nó sẽ ra mắt trong thời gian sớm nhất thôi, nên bạn cứ yên tâm nhá. Đó, cứ cố gắng phát triển các cái thương hiệu cá nhân theo cái bản thân anh hướng dẫn cho em đi nhá. Vâng, em cảm ơn chị Huyền Nguyễn nhá. Đấy, đây ở đây có chị Huyền Nguyễn, là một trong những chị đang bán bên Thảo Mộc Châu. Đấy, một trong những sản phẩm rất là tuyệt vời. Đó, nên là bạn nào mà có nhu cầu về vấn đề xương khớp, về sức khỏe, sắc đẹp thì các bạn có thể liên hệ với bên chỗ đội nhóm chị Hiền đây. Đó, Thảo Mộc Châu đây. Đó, ở đây có rất là nhiều người đang bán Thảo Mộc Châu. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Đấy nên là các bạn hiểu rằng như thế, nó là phần mềm nó tự động đi like và comment, đúng không ạ? Một ngày 100 đến 200 người. Đó, các bạn đang mong muốn rằng nó sẽ nhận diện từng người một, đúng không ạ? Đúng không ạ? Nó nhận diện từng người một thì cái giá thành và chi phí nó rất là lớn, đúng không? Các bạn hiểu không? Đó, sao nó nhận diện từng người một, đúng không ạ? Nó phải sử dụng nó là một cái ID, một cái bộ nhớ nha, một cái nhỉ, bộ óc nhân tạo, đúng không? Đấy, thì là nó có thể làm được đấy, mà để làm được đấy thì nó tốn chi phí rất là lớn, đúng không? Đấy, nên là ngày hôm nay các bạn phải hiểu thế, đúng không ạ? Những cái phần này nó comment tự động cho bạn để giúp các bạn nhỉ? Mục đích làm gì ạ? Là giúp các bạn, bài viết của bạn là hiển thị trên newsfeed của nhiều người. Cái mục đích của nó là như thế, đúng không? Đó, các bạn bận thời gian con cái thì sao mà các bạn đi comment, đúng không ạ, 100 đến 200 người được, like và comment được, đúng không? Không thể làm được đâu, đúng không ạ? Đấy, nên là các bạn phải lưu ý thế. Cái phần mềm nó đưa ra cho mình, đúng không ạ? Đó là để giúp cho mình có thể là thay đổi được cái kết quả tương tác và khả năng bán hàng của mình. Đó, nên là có cái vấn đề gì nữa không? Các bạn hiểu rằng các bạn hiểu rằng này, nó đã làm, nó đã giúp cho mình như thế là ok rồi, đúng không ạ? Đúng không ạ? Đấy, đã chạy như thế là rất ok rồi, đúng không ạ?
Đó thì các bạn, cái quan trọng là cái khả năng mà các bạn viết content. Rất là nhiều bạn bạn viết content rất là hay, viết cái câu tút ấy, cái bình luận rất là hay, đúng không ạ? Đấy, khi mà người ta chạy đúng không ạ? Đến là rất là nhiều người ta cảm ơn, người ta chia sẻ hoặc là người ta cảm ơn rất là nhiều về cái bình luận đó. Đấy là do cái cách thức, là do cái sự sáng tạo của chúng ta thôi. Nên các bạn phải hiểu, khi bạn sử dụng các bạn cần phải có sự sáng tạo ở điều đó. Các bạn không có sự sáng tạo thì làm sao mà các bạn có thể bán được, đúng không ạ? Ngay cả đơn giản một cái content mà viết mà các bạn không có sự sáng tạo thì làm sao mà các bạn có thể tư vấn khách hàng tốt được, đúng không ạ? Khi mà gặp khách hàng thế thôi, chúng ta phải sáng tạo bằng cái lời nói, câu từ của ta, cái suy nghĩ, đúng không ạ, của chúng ta, đúng không ạ, thì chúng ta mới có thể chốt được khách hàng được. Đấy, khi mà khách hàng mà gặp khách hàng mà ta không có sự sáng tạo, với những khách hàng vui tính mình nói chuyện nào, khó tính nói chuyện ra sao, già nói chuyện như thế nào, trẻ nói chuyện ra sao, đúng không ạ, học sinh sinh viên nói chuyện như thế nào, đấy chúng ta phải hiểu, nên phải nắm bắt tâm lý đó, từng đối tượng khách hàng, đúng không ạ? Đúng không ạ? Đấy, nên là cái này nó phải nằm trong cái cách là, đúng không ạ? Chúng ta hãy luôn luôn rèn luyện cái kỹ năng là ứng xử khéo léo, đúng không ạ? Đó, hoặc là ví dụ khách hàng từ chối, ta vẫn phải ứng xử một cách khéo léo, đúng không ạ? Tại vì đôi khi người ta đang từ chối khéo chúng ta thôi, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà chúng ta nhỉ, chúng ta ứng xử một cách khéo léo, ta nói, đúng không ạ? Nói chuyện một cách nó tâm lý, nó khéo léo. Khi mà một khách hàng người ta tư vấn xong mà người ta vẫn còn nhỉ, suy nghĩ, đúng không ạ? Đó, thì là bản thân đấy là do lỗi của các bạn, đúng không ạ? Do các bạn nhỉ, chưa tư vấn và chưa nhỉ, là làm cho người ta có cái mong muốn đó thực sự về sản phẩm của bạn. Mặc dù sản phẩm của bạn rất là tốt, đúng không ạ? Nhưng mà các bạn không mong, không thể là làm thế nào để người ta hiểu sâu về sản phẩm của bạn. Đấy là lỗi do nhỉ, do bản thân là cái kinh nghiệm và nhỉ, cái khả năng kiến thức của bản thân ta, kiến thức xã hội chúng ta đang còn rất là kém, đang rất là yếu, đúng không ạ? Đấy là chúng ta phải cần phải xem xét lại, đúng không ạ? Chứ còn thực sự là bản thân nó là chúng ta không tư vấn được ấy, không phải là do nhỉ, do bản thân khách hàng, mà do bản thân là chúng ta không thể làm thế nào để cho khách hàng hiểu được à sản phẩm này nó ok lắm, nó tuyệt vời lắm, đúng không? Đó, chúng ta phải nói được qua những câu từ ngôn ngữ của mình, à sản phẩm của em rất là tuyệt vời, đúng không? Khi mà người ta nói qua cái lời nói, giọng điệu cử chỉ của mình ấy, thì người ta đã cảm thấy mong muốn, thật lòng người ta dạo dực rồi, người ta đã mong muốn là người ta muốn mua sản phẩm của mình dùng ngay rồi. Đấy là do các bạn ấy. Còn nhiều khi có nhiều người, có nhiều khách hàng, người ta chỉ là những khách hàng nhá, mà người ta thực sự là người ta chỉ like và comment mà phải biết mình bình thường thôi, đúng không? Bản thân là bình thường thôi, nhưng mà mình vẫn nói chuyện, mình nắm bắt cái tâm lý nhu cầu của người ta, đúng không? Từ những người không kinh doanh online mình hỗ trợ và mình hướng dẫn tư duy cho người ta trở thành những người kinh doanh online. Đấy, các bạn hiểu như thế, đúng không? Đấy là do khả năng của mình thôi, khả năng cái kiến thức xoay chuyển tình thế của mình đó. Nên là mình mới nói với tất cả các bạn rồi, người thành công nhất trên thế giới là người có một lượng kiến thức khổng lồ. Các bạn càng nhiều kiến thức bao nhiêu thì các bạn càng thành công bấy nhiêu, đúng không? Đó nên tại sao những cái tỷ phú, những người nổi tiếng hàng ngày người ta phải đọc sách rất rất là nhiều, đúng không? Đấy, chúng ta có những bạn đây làm gì chúng ta đã đọc sách bao giờ, đúng không? Chúng ta đã tự mua những quyển sách hay về đọc chưa? Rất là ít, đúng không? Có những quyển sách mà hợp tặng cho các bạn thì các bạn mới đọc. Có nhiều người người ta lại không đọc không, đúng không? Đúng không? Và có một điểm nữa mà các bạn phải lên lưu ý này. Trong cuộc sống và trong bản thân mỗi con người chúng ta, ai cũng có những cái điểm mạnh và điểm yếu của mình, đúng không ạ? Nên là các bạn phải trau dồi những điểm mạnh điểm yếu của mình, đúng không ạ? Chúng ta hãy ngồi lại, đúng không ạ? Chúng ta hãy biến những cái điểm yếu của mình thành những cái điểm, đúng không ạ? Thành những cái điểm mạnh của mình. Đấy, điểm yếu chúng ta phải phát triển nó để trở thành những cái điểm mạnh của mình. Đó. Ví dụ ngày hôm nay rất là nhiều bạn bảo là em ngại livestream lắm, em ngại làm video lắm, đúng không ạ? Em ngại nói trước đám đông lắm, em ngại lắm, đúng không ạ? Nhưng mà các bạn phải hiểu rằng này, chúng ta phải làm, đúng không ạ? Chúng ta biến thành những cái ngại của chúng ta, những cái mà bản thân là chúng ta cảm thấy là sự yếu đuối của chúng ta, đúng không? Bản thân thế thôi, ngày xưa thế thôi, bản thân mình thế thôi, không bao giờ mấy khi mình live stream mấy đâu, rất là ngại, đúng không ạ? Mình chia sẻ với tất cả các bạn rồi, đúng không ạ? Live stream rất là ngại. Đấy, cứ khi mà live stream là lên không biết thế, không biết nói cái gì cả. Đấy, nhưng mà cái quan trọng là do cái gì? Sự mình học rồi mình cố gắng, đúng không ạ? Đó, và mình có cái ý chí của mình, đúng không ạ? Đấy, mình sẽ biến những cái điểm này yếu của mình, đúng không ạ? Bây giờ nó trở thành cái điểm mạnh nhất của mình hiện tại. Đó là do quá trình mình cố gắng, đó, mình tin tưởng bản thân mình làm được, đúng không ạ? Đúng không ạ? Đấy, nên là các bạn phải nên nhớ cho mình hai điều, đúng không ạ? Đó là để mà chốt sale bằng tình cảm, chúng ta phải nhớ nhất là chúng ta phải phát triển đó là cái thương hiệu bản thân, đúng không ạ? Xin chào Nguyễn Kim Nương nhá, xin chào Sa Gia Ngân nhá, đúng không ạ? Và cái thứ hai đó là cái tình cảm thương hiệu. Đấy, tình cảm thương hiệu đây là gì? Tình cảm thương hiệu là chúng ta thường xuyên nói chuyện với bạn bè, họ anh em, đúng không ạ? Hàng ngày và tất cả mọi người hàng ngày, đúng không ạ? Chúng ta phải nói chuyện với người ta để người ta tạo ra một cái tình cảm thương hiệu, đúng không ạ? Và thương hiệu là mình đã hướng dẫn các bạn xây dựng rồi, đúng không ạ? Đó, nên là các bạn hãy cố gắng lên. Còn những bạn nào mà có trong nhóm kín của mình thì tối nay mình sẽ hướng dẫn các bạn, đúng không ạ? Những cái tút, đúng không ạ? Những cái tút các bạn chỉ cần mình đã biết, đúng không ạ?
rất là hay rồi. Các bạn chỉ cần áp dụng những cái tút đó, những cái tiêu đề đó để giật cho những cái nhỉ, những cái gì ạ, những cái bài viết của mình nó còn thu hút nữa, đúng không? Đó, nên là ở đây bạn nào mà muốn, đúng không? Ở đây bạn nào mà muốn vào trong nhóm kín của mình, đúng không ạ, học và để phát triển khả năng và nhỉ, cái kiến thức của mình, đúng không ạ? Đấy thì là đấy là những cái khách hàng của mình, đúng không ạ? Những bạn nào mà mong muốn mà có thể được vào trong nhóm hỗ trợ, đúng không ạ, học hỏi các kiến thức của mình đấy, là thì các bạn có thể là khách hàng bên mình, thì mình sẽ cho các bạn vào nhóm đào tạo hướng dẫn các bạn. Ngoài các bạn có thể sử dụng các phần mềm đó là inbox FB, là tìm kiếm khách hàng tiềm năng, kết bạn tự động, chăm sóc khách hàng, gửi tin nhắn tự động, đúng không ạ? Hoặc là các phần mềm đó auto FB giúp bạn đi like và comment đấy, một ngày từ 100 đến 300 người. Thì khi bạn kết hợp hai phần mềm thì một ngày các bạn có thể tiếp cận tối đa là 500 người, đúng không ạ? Khi bạn đã tiếp cận được khi các bạn đã tiếp cận được với tối đa là 500 người đó thì là cái khả năng mà các bạn bán hàng và khả năng các bạn ra đơn là rất là cao. Đấy, quan trọng là như thế, đúng không ạ? Các bạn đúng không ạ? Đó, một ngày các bạn phải đi like và comment rất là nhiều, đúng không ạ? Các bạn ebook rất là nhiều, đúng không ạ? Đó, thì cái thời gian công việc mẹ bỉm thì chúng ta nhỉ, chán nhỉ, rất là khó có thể là làm được điều đó. Đó, thì là ngày hôm nay phần mềm mình có thể hỗ trợ và giúp đỡ cho bạn điều đó. Đó, nên là các bạn hãy nhanh tay lên, các bạn muốn bán hàng tốt thì các bạn hãy nên có là có những cái phần mềm bên mình để hỗ trợ giúp đỡ cho các bạn có thể là tiết kiệm thời gian và gia tăng hiệu quả, cộng thêm với các chiến lược đấy, bán hàng của mình để giúp mình, giúp các bạn có thêm những cái kỹ năng, đúng không ạ, về vấn đề bán hàng của mình. Và các bạn phải nên lưu ý rằng là cái phần mềm, đúng không ạ, là một trong những công cụ nó hỗ trợ cho mình, đó là 50% cái kết quả thành công rồi, nhớ là 50% kết quả thành công, đúng không ạ, nó tìm kiếm hàng về cho bạn, nó tương tác cho bạn, đúng không ạ. Còn 50% nó là phụ thuộc vào nhau, phụ thuộc vào nhờ cái cách thức các bạn chốt sale, cách thức các bạn chốt đơn, cách thức các bạn đăng bài, đúng không ạ? Bài viết các bạn đăng lên có hấp dẫn không, có thu hút không, đúng không ạ? Có được người quan tâm hay không, đúng không ạ? Đấy, thì trong nhóm kín mình đã đào tạo hướng dẫn cho những cái khách hàng bên mình, nó rất là ok, nó các bạn áp dụng rất là tốt. Đấy, nên là các bạn hãy cố gắng, đúng không ạ? Sắp đến Tết rồi, đúng không ạ? Và thời đại bộ công nghệ nó 5.0 đã đến rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta cần phải có những cái phần mềm giải pháp hỗ trợ để giúp đỡ mình có thể là tiết kiệm thời gian và gia tăng hiệu quả. Đó, bạn nào muốn sử dụng cái phần mềm ebook FB hoặc live FB hoặc cả hai bộ đôi, đúng không ạ, phần mềm thì hãy ebook cho mình học để học có thể hướng dẫn hỗ trợ các bạn và bạn cho bạn vào trong những nhóm để hướng dẫn giúp đỡ các bạn có thể là có thêm những kiến thức về vấn đề kinh doanh online. Đó, và tối nay mình sẽ live stream một cái buổi live stream rất đặc biệt trong nhóm, đấy là một trong những cách thức viết. Hôm trước mình đã live stream cách thức đó là những viết tiêu đề hút rồi, thì ngày hôm nay sẽ có nhiều tiêu đề hút hơn nữa, đúng không ạ, để giúp các bạn ấy có thể thành công trong vấn đề kinh doanh đó. Và bạn nào mong muốn có thể là được vào nhóm hỗ trợ và mong muốn thay đổi kết quả bán hàng thì sau live stream hãy ebook cho bản thân Hợp, đúng không? Hợp sẽ hướng dẫn và hỗ trợ các bạn có thể thay đổi cái kết quả bán hàng đó, đó một cách rất là tuyệt vời đó. Và mình xin cảm ơn và các bạn đã xem cái live stream của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một cái live stream gần nhất.